Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết Việt Nam có nhiều cái nhất lắm của tác giả Paramita Thành Độ Việt Nam có rất nhiều cái nhất trên thế giới ta thử cùng nhau lược sơ về các điểm nổi bật sáng chói của đất nước Cộng sản này xem sao là nước Cộng sản lâu đời nhất nếu tính từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì nay nước Việt Nam đã trở thành nước cộng sản lâu đời hơn cả Liên bang Xô Viết, khai sinh ngày 9 tháng 11 năm 1917 và chết yếu ngày 25 tháng 12 năm 1991 và còn lâu đời hơn cả ông anh cả Trung Cộng mới vừa kỷ niệm 70 năm tuổi thôi. Kế đó, số lượng người dân trốn đi Tuy dân số sau chiến tranh chỉ vỏn vẹn 25 triệu dân miền Bắc và miền Nam 19 triệu thôi, nhưng Việt Nam đã có khoảng 10 triệu người bỏ chạy ra nước ngoài vì chính sách hà khắc và trả thù dân quân cán chính miền Nam. Tại các đất nước đang có chiến tranh như Syria, Libya, người dân bỏ nước ra đi trốn chiến tranh. Việt Nam thì khi hết chiến tranh mới có hiện tượng người dân bỏ nước trốn đi. Dân miền Nam từ trước 75 đến nay và dân miền Bắc vĩ tuyến 17 thì phải đến năm 90 họ mới bắt đầu trốn đi. Lý do được cho rằng chính sách cướp đất, cướp nhà tùy tiện của bọn đảng viên quan chức hà hiếp dân lành. Hàng năm, theo Viện Quan sát về tình trạng buôn người quốc tế, thì Việt Nam vẫn có đến 100.000 người trốn đất nước ra đi. Họ đi đâu thì ai ai cũng biết. Điểm đến là các nước tư bản, Mỹ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Âu Châu, Hàn Quốc, Đài Loan, và không ai nghĩ tới cái việc trốn qua Cuba, Triều Tiên cả. Trốn qua Trung Cộng thì có một số lượng nhỏ người dân vùng biên giới hoặc các cô dâu bị gạt bán qua đó. Người dân Việt trốn ra đi bằng mọi cách. Người giàu có lớn thì nay họ đi chuyên cơ của quốc hội qua Hàn Quốc. Người dân giàu trung bình thì đi du lịch qua Đài Loan rồi trốn mất cả đoàn. Vừa qua, có cả 153 du khách Việt Nam nhập cảnh Đài Loan vào 2 ngày 21 và 23 tháng 12 năm 2018 với visa du lịch 4-5 ngày. Tuy nhiên, 151 người đã lần lượt tách đoàn mất tích tại hòn đảo này, chỉ còn có anh trưởng đoàn trở về. Sau đó, Đài Loan đã bắt được 9 người trao trả về Việt Nam để thọ hình. Chuyện đi bằng chuyên cơ của bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân mang 9 người trốn. Đến nay, danh tính vẫn trong vòng bí mật vì đây là những nhân vật tên tuổi trong nước, doanh nhân thành đạt cũng trốn. Và chuyện đáng nói là chuyến chuyên cơ này làm lộ ra cái chuyện các chuyến chuyên cơ khác của nhà nước này, đoàn công tác, đoàn lưu diễn văn nghệ, đoàn doanh nhân, đoàn đi tu nghiệp chuyên môn, đoàn công tác tại Liên Hiệp Quốc, vân vân Rất nhiều đoàn thể ra nước ngoài, đều có dân đi ké và trốn không giấy tờ ở các nước trên toàn cầu nhà nước á, tuy vẫn ra rã tuyên truyền rằng việt nam phát triển rằng việt nam là nước thứ năm đáng sống nhất hành tinh nhưng mà sự thật thì hoàn toàn trái ngược quý vị à. và người dân miền bắc thì đa số tuy vẫn tin sái cổ nhưng dân miền nam thì nay ít người còn tin đảng rồi họ nói cái cục đèn mà còn có chân chúng nó cũng ra đi Mới đây, cả nước chấn động với cái chết của 39 người được cho là có quốc tịch Trung Cộng. Trong đó có cô gái Việt gửi cho mẹ vài dòng tin nhắn trước khi chết ngột và chết lạnh. Chuyến đi của cô gái này có tin nói gia đình phải trả đến 30.000 bảng Anh, một số tiền cực lớn tại Việt Nam. Nhưng mà thưa không, thưa quý vị, cuối cùng thì người ta xác định rằng 39 người này không phải quốc tịch Trung Cộng mà quốc tịch Việt Nam cả. Kế đó, xây nhà tù, tượng đài nhiều hơn là xây bệnh viện và trường học. Một đất nước nay gần 100 triệu dân. Ngày nay, họ xây nhà tù và cả quan chức lớn nhỏ đến khánh thành nhà tù cắt băng rôn ăn mừng. Tượng đài thì xây xong thì chỉ có bò đến tham quan, nhưng mà họ vẫn xây để ăn sáng trong đó. Các trường học bệnh viện cho dân thì thê thảm. Chỉ cần ai đó tình cờ ghé qua một bệnh viện lớn tiếng gọi to lên tên của ai đó thì sẽ thấy các bệnh nhân từ dưới gầm giường chun ra một cách ngơ ngác. Các bệnh viện tại Việt Nam còn bệnh bị đối xử thua xa so với các bệnh viện cho chó, cho mèo tại các bệnh viện thú y ở Âu Mỹ. Thế giới thiệt là phải nể phục Việt Nam. Hầu hết tại miền Nam Việt Nam, các bệnh viện là do chế độ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng và hoạt động cho đến nay. Không có bệnh viện nào là do chế độ Cộng sản xây dựng thêm cho dân cả. Tuy họ đã cầm quyền hơn 44 năm rồi và tính đến nay đã là 46 năm rồi thưa quý vị. Về mặt giáo dục, hệ thống giáo dục thì mục đích chính là tuyên truyền và nhồi sọ cho thế hệ trẻ trung thành với chế độ nên giáo dục trở nên thề thảm. Bộ trưởng nhà có phát biểu rằng năm nay, năm 2019, chúng ta sẽ chủ trương đào tạo giáo dục con người. Ủa, ngộ nhiên, vậy chứ trước đó họ đào tạo thứ gì? Ông Nelson Mandela đó có nói rằng để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên là được. Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy đấy. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của cái nền giáo dục đấy đấy và tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán cũng của nền giáo dục đấy đấy và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy đấy và công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy đấy sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia nói đến công lý và tòa án loại công lý như Việt Nam chỉ tồn tại trong các nước cộng sản có câu nói loan truyền tại Việt Nam rằng công lý tại Việt Nam chỉ là một diễn viên hài. Ai ai cũng đã thấy hệ thống tòa án tại Việt Nam hoạt động ra sao so với tình hình chung trên toàn cầu. Đại khái là có nhiều loại luật pháp được sử dụng, tùy đối tượng luật cho quan chức và đảng viên và luật cho dân đen. Còn một loại luật rừng thì sử dụng cho những người bị gán hai cái chữ phản động. Những người này thì không cần luật, Bản án đã có sẵn, bỏ túi sẵn và luật sư có mặt tại tòa chỉ để trang trí như cho có vẻ dân chủ. Luật sư Võ An Đôn nói về chuyện tước quyền hành nghề luật sư của ông như sau. Căn cứ vào pháp lý, tôi sẽ là người thắng. Nhưng diễn biến ở phiên tòa, tôi sẽ là người thua. Nhưng tôi vẫn khởi kiện vì muốn cho những ai quan tâm đến luật pháp ở Việt Nam có cơ hội nhìn thấy công lý là như thế nào. Còn về vấn đề tự do báo chí, tuy chưa được xếp nhất nhưng năm 2019, Việt Nam được xếp hạng 175 trên 180 nước về tự do báo chí do tổ chức phi chính phủ phóng viên không biên giới. Thời Pháp thuộc, người Việt còn có nhiều tờ báo chữ quốc ngữ tư nhân như là tờ Gia Định, báo năm 1865, tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ do cụ Petrus ký thực hiện và tờ Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn Văn Vĩnh sau đó về bóp nghẹt tự do báo chí thì thời Cộng sản hơn xa thời Pháp thuộc. Không cần nói đến các quyền tự do phổ quát khác như tự do lập hội, lập công đoàn, bảo vệ quyền công nhân, hội phụ nữ, tự do biểu tình hay tự do ngôn luận. Chỉ một quyền tự do duy nhất được tôn trọng mà thôi, đó là quyền tự do khen ngợi đảng và nhà nước, khen ngợi thành quả cách mạng. Ví như trong cải cách ruộng đất, ông Hồ dù có nhận sai và có khóc lóc như thế nào đi chăng nữa nhưng mà kệ, quý vị cứ phải khen đi. Tự do khen ngợi chiến thắng mùa xuân mậu thân năm 1968 luôn đi, cho dù quân đội Bắc Việt đã tàn ác thế nào, đã tắm máu người dân Huế với các hối chôn tập thể, người dân bị trói, bị đập đầu, cái cách giết người của Cộng sản thường dùng đó. Mặc kệ tàn ác, cứ khen đi, tự do khen tặng. Việt Nam còn rất nhiều cái nhất, như dân Hà Nội bao năm qua được cho là uống nước sông đà. Nhưng mà mới đây này, vụ ô nhiễm cố ý nguồn nước mới nổ ra cho thấy là dân Hà Nội đã uống nước từ một trang trại nuôi mấy trăm ngàn con heo trên thượng nguồn hồ đầm bài và các cái nhánh nhỏ. Khi đến mùa khô thì họ mới lấy được nước trên sông đà. Thế giới phải nể phục Việt Nam luôn. Tai nạn giao thông tại Việt Nam cũng nhất luôn thưa quý vị với hơn 10.000 người chết, 40.000 người bị thương tật vĩnh viễn hàng năm. Nếu có tai nạn giao thông mà chưa chết thì nhớ lùi xe lại, nghe. cắn qua, cắn lại, cắn tới, cắn lui nhiều lần cho chết. Chết thì đền bù ít hơn là bị thương. Thế giới cũng phải nệ phục Việt Nam luôn. Một cảnh sát giao thông mua chỗ đứng đường, giá cho một cái chỗ tốt đó phải lên đến 1 tỷ rưỡi, sau đó phải lao động đến thối cả móng tay để mà thu hoạch. Mới đây có một anh giao thông bị xe quân đội tông chết, bà vợ khóc lóc kêu gào làm sao mà trả nổi bạc góp tiền mua chỗ cho anh chứ? Ui, ui, cái chuyện này thì đúng là thế giới phải nể phục Việt Nam luôn. Rồi thuốc giả không chỉ thuốc ung thư do bà Bộ trưởng Kim Tiền và gia đình phát tán mới giả mà tại cái đất nước này thuốc giả có khi còn nhiều hơn thuốc thật. Và chắc chắn bà Kim Tiền và, và 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 gia đình đã hạ cánh bình an. Tòa án sẽ nhẹ tay cho gia đình người có thân nhân tốt như cái lời của ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu gần đây thế giới phải nể phục Việt Nam luôn. Đảng viên vơ vét rồi chạy ra nước ngoài đầu tư thẻ xanh như võ kim cự chạy qua Canada sau cái vụ phọc Mosa, chạy đi xây túp lẻo bên Cali, Florida. Không phải hôm nay mới như thế mà đã từ rất lâu rồi thưa quý vị à. Mọi quan chức từ trên xuống dưới, cả quốc hội, sau giờ họp thì kháo nhau về đề tài nóng là các đường dây chạy thẻ xanh nước ngoài. Thế giới phải nể phục Việt Nam đấy nha sắp đến phải mở cửa để hốt sau đại dịch, tham nhũng vẫn ổn định ở mức 100% mà Nguyễn Phú Trọng tuy bệnh hoạn nhưng có một lúc mục đích ngồi hai ghế này nhường lại một và là người có nhiều chức vụ quan trọng nhất trong lịch sử nước cộng sản lâu đời này. Ông ta hơn cả ông Hồ và bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Ông ta chỉ thua một người duy nhất mà thôi, đó là hoàng đế đỏ Tập Cận Bình. Nếu sắp đến mà ông ta được đưa tư tưởng vô hiến pháp và ngồi cái ngai cao trọn đời thì thế giới này sẽ phải nể phục Việt Nam. Họ phục ta về cái độ ngu lâu dốt bền. Còn về sáng tạo khoa học kỹ thuật thì Việt Nam ta có nhiều giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ nhất á, nhưng mà không có cái bằng sáng chế nào cả. thiệt ra thì còn nhiều cái Việt Nam ta đứng nhất lắm á, thưa quý vị. Kể đến ngày mai vẫn chưa hết đâu. Nhưng mà cái thằng viết bài nó không có yêu đảng Bác Hồ quang ơi. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn lại quý vị trong những lần phát hình sau.